Chị em hôm nay là để mừng Tết, chúng ta lúc nào cũng mừng trước vài ngày. Cảm ơn tất cả quý thân hữu anh chị em đã đến chung vui để cho vui nhộn ngày Tết. Chúng tôi rất là cảm ơn sự nhiệt tình của quý anh chị em và sự đóng góp của quý anh chị em. Bây giờ để mở đầu chương trình, bây giờ mới vô chương trình nhé. Chúng tôi sẽ mời quý vị cùng chúng tôi, tất cả chúng ta cùng lên hát bản Ly Rượu Mừng. Dạ mời tất cả lên ạ. Tất cả mọi người ai lên được thì lên. Dạ vâng, dạ cảm ơn, dạ mời quý anh chị lên. Bỏ lên. Bỏ lên. Bỏ lên được đi, lên được. Bỏ lên. Quay lại, đưa lại. Một bản nhạc rồi một năm mới hát một lần. Thành ra ổng lên. Đúng rồi, có chỉ gì nhỏ hết, cũng không động nổi. Không ai có hả? Có ai chặt bài giơ tay lên. Có ai chặt bài giơ tay lên. Ai chặt bài giơ tay lên. Cứ đưa cái tiếng không có cuộc đâu. Không ai chặt bài giơ tay lên. Cũng như cái cuốn đốt, không chặt bài nữa hết. Mở cả mắt này. Mặt ra không đẹp mất. Anh cứ bị cởi áo ra. Cởi áo nó chặt nó giờ thì sao? Bây giờ cởi cái áo này ra. Nếu mà muốn chụp hình nó mới cởi cái áo này ra. Đây một chút xíu. Mấy chị đứng phía trước, mấy chị đứng. Chị đứng phía trước. Chị đứng phía trước. Mấy em vô, muốn vô có hành vô. Dạ xin kính mời quý chị lên trước. Tất cả quý anh chị em xin để ý cái này. Chúng ta lên cái này là để có cái hình thôi. Còn hát thì chắc chắn là có nhạc nghe rồi đúng không? Quỳnh Anh sắp thì mang đi, sắp rồi thì mang đi. Em sắp rồi nè, lùi bớt lại. Em sắp rồi, chịu về. Mấy hơi về bà đi như vậy. Cũng được. Điện bà đứng ở đây. Điện bà đứng ở đây. Em nhờ xuôi thậu làm. Rồi. Hết rồi. Ok. Em đi. Mấy chị bắt đầu chị nha. Bắt chung. Đúng rồi. 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 Đúng rồ